Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Thưa Tiến sĩ Vũ Anh Pháp, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Phan Văn Triều, một khán giả ở Cai Lậy, Tiền Giang, số điện thoại 0946300315. Anh Triều có hỏi là ông bà ta nói cày sâu cuốc bẫm, như vậy thì làm đất phải cày sâu, đất được bầm nhuyễn để lúa ăn sâu và hút được nhiều dinh dưỡng, có đúng vậy không? Và cày sâu bao nhiêu là tốt nhất để có thể tránh được cái tầng phèn ạ? À? Dạ, xin mời Tiến sĩ. Anh Triều thân mến, thì đối với câu hỏi của anh thì như ông bà mình nói thì không bao giờ sai, ông bà mình tích lũy rất là nhiều mới được ra được cái câu nói như thế. Thì đối với cây lúa cũng thế, thì người ta còn nói là cái tầng đất cài, tức là cái tầng mặt nó càng sâu thì bộ rễ nó phát triển tốt, phát triển sâu hơn và nó sẽ hút dinh dưỡng và sẽ ít đổ ngã và cho năng suất tốt nhất. Do đó thì đối với đồng bằng sông Cửu Long hiện nay mình làm một năm tới 3 vụ lúa. Chính vì vậy thì mình không có thời gian cài, phơi ải. Do đó là các nhà khoa học cũng khuyến cáo là chúng ta nên 2 năm cài một lần, ít nhất 2 năm cài một lần. Và cài thì phải cài sâu chứ đừng có cài chỉ có 5-7 phân thì mấy cài nhỏ 5-7 phân thì nó không đạt yêu cầu. Mà phải cài phải từ 20 phân trở lên thì cỡ 20 phân thì nó mới đảm bảo cho cái tầng đế cài, tức là tầng mặt canh tác nó sâu thì bộ rễ nó phát triển sâu và nó tốt. Còn đối với trường hợp anh nói là bị xì phèn thì đối với những vùng phèn thì chúng ta nên phải quan sát, chúng ta đào ở nhiều điểm trên ruộng, chúng ta quan sát coi cái tầng sinh phèn, tức là cái tầng nó có những đốm vàng, cái tầng nó có tầng phèn đó, tức là nó những cái đốm vàng thì nó nằm sâu hay cạn. Thì chúng ta khi mà nếu mà nó nằm cạn thì chúng ta không nên cài đụng tiếp tầng phèn thì nó dễ tới sinh phèn. Nhưng mà đối với mùa khô á thì chúng ta có thể cài để mà cắt đứt các cái, nó có cái những ống mao dẫn cắt đứt đó, như thế đó thì nó cũng hạn chế cái sinh phèn lên cho nó. Nói chung thì đất phèn nếu chúng ta cài trong mùa khô thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà trước khi xả lúa thì chúng ta phải sau khi xới chúng ta phải cho nước ra vô để xả phèn cũng như làm đất đánh rảnh như đầu chương trình có đề cập, thì như thế thì nó cũng hạn chế được cái chuyện ảnh hưởng của phèn. Nhưng mà nói chung là làm ruộng phải cài ít nhất 2 năm một lần và phải cài tương đối sâu 20 phân thì như thế thì nó sẽ tốt hơn. Một vậy trao đổi với anh Triều. Cảm ơn Tiến sĩ. Thưa kỹ sư An Tịnh, anh Nguyễn Văn Tròn ở Châu Phú, An Giang, số điện thoại 0913195550, có hỏi là tôi muốn ngâm giống với Platy trong 12 giờ, không biết là trong khoảng 12 giờ đó thì Platy có ngấm vào hạt giống chưa, và tôi muốn tăng liều 20kg giống cho 3 thẻ Platy, không biết là có được không ạ? Xin chào anh Tròn, chào quý bà con. Thì về cái Platy thì chúng tôi khuyến cáo cho bao bì đó là trộn, thì ở đây anh hỏi ngâm 12 giờ. Thì chúng tôi đã có một cái số mà nghiên cứu thì về cái ngâm thì cũng có hiệu quả, nhưng mà ngâm thì đây là ngâm chúng ta phải ngâm từ 24 giờ, còn trộn thì chúng ta cần 6 giờ là đã có hiệu quả. Rồi về cái sử dụng tăng liều, tức là 20kg thì đúng ra là 2 thẻ mà anh sử dụng 3 thẻ, thì đây là tăng liều thì đầu chương trình tôi cũng có chia sẻ rồi. Thì anh có thể là chỉ cần đúng liều là một gói 20c cho 10kg giống là hiệu quả. Còn việc tăng liều này thì nó đem lại chi phí cao hơn. Một vài ý kiến cho đổi với anh ạ. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư An Tịnh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai, chị Ngọc Giao ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0975037813, có hỏi là cỏ có mấy đường lưu tồn ở trong ruộng lúa và có mấy loại chín, tại sao cỏ chét vài năm gần đây lại kháng thuốc, có thể phun thuốc cỏ với chất bám dính để tăng hiệu lực diệt cỏ cỏ chét hay không, và cái thuốc đặc trị của nó là thuốc gì ạ? Dạ, dạ. Kính thưa chị Giao, rất nhiều ý, rất là hay. Thì nói với vấn đề lưu tồn thì nó có lưu tồn qua nhiều cái đường lắm. Thứ nhất là nó lưu tồn trong đất, nó nằm ở trong đất rất lâu, rồi nó qua nước, qua gió, rồi nó đi theo cái đường giống, giống là cái đường chủ lực á, nó theo giống. Rồi kể cả con côn trùng đó, con côn trùng nó có cái lông ở trên người đó thì nó sẽ dính vào cái hạt cỏ, khi nó bay thì nó sẽ đi chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. Con người vào trong ruộng cũng vậy, hạt cỏ dính vào trong ruộng mình đi qua đi lại nó cũng lây. Cái cuối cùng là cái quan trọng nhất hiện nay đó là cái máy móc, tức là cái thiết bị mình gọi là cái máy gạt đập liên hợp đấy. Cái này khi nó gạt xong đó thì nó trả rơm rạ trở lại, thì rơm rạ trở lại nó đi theo cái hạt cỏ. Như vậy thì cái máy móc, cái máy gạt đập liên hợp hiện nay thì nó là cái máy mà nó cũng gia tăng, nó làm góp phần vào cái làm cho cái hạt cỏ nó phát tán khắp nơi. Bây giờ chị hỏi có mấy loại cỏ, mấy nhóm, thì cỏ chia làm 3 nhóm chính. Thứ nhất là cái nhóm cỏ mình gọi là cái hòa bản, tức là cây cỏ giống cây lúa đó,
mình gọi là cây cỏ lồng vực đuôi phụng, hoặc là cây cỏ thuộc cái nhóm chát lát, thí dụ là cỏ chát, cỏ cháo, rồi u du, rồi lát rận, lát mỡ vân vân. Đây, cái nhóm này là khó trị nhất. Đây, nhóm cuối cùng là lá rộng. Lá rộng ví dụ như là cái rau mương, rau bợ, cái này thì dễ trị. Thì cái ý này liên quan đến ý thứ ba, chị hỏi là tại sao mà cỏ mình xịt nó chết thì mấy năm sau mình xịt là nó không chết, tức là nó kháng thuốc đấy. Thì thật ra thì cũng có hiện tượng nó kháng thuốc, tức là nó lờn thuốc. Thì trong đó có cái nhóm cỏ tôi vừa nói là cỏ chát lát, tức là cái cỏ này nó mọc lên cái lá nó rất là nhỏ, giống như lá kim mà lá nó trơn nữa, vậy thì mình xịt thuốc nó không có dính. Trong khoa học gọi là né, tức là mình phun nó không có chịu dính thuốc, thì nó là hiệu quả không cao, cuối cùng thì cây cỏ mọc tiếp tục. Thì đó là cái hiện tượng kháng thuốc. Bây giờ khi hỏi thì cái ý chót cuối cùng bây giờ là nếu vậy thì mình lấy chất dính mình bám được không, thì này quá tốt. Nếu chỉ lấy chất bám dính chỉ trộn thêm á, chỉ phun lên là hiệu quả rất cao. Tại vì sao? Tại vì cái chất này khi mình phun nó là gì, nó giúp cho cái thuốc dễ dính ở trên cái lá trơn này, rồi thấm sâu, rồi nó lại ăn vào bên trong đấy, như vậy thì hiệu quả rất cao. Thì hiện nay trên thị trường nó có bán một cái sản phẩm mà có tên là gọi là chất hỗ trợ hay là chất trợ lực, có tên là lực sĩ kiến càng. Cái này là cái chất cũng bình thường thôi đấy, thì bà con mình xịt lên nó có thể nó giúp cho cái năng lực, tức là cái hiệu quả thuốc nó tăng lên, tại nó dính nhiều hơn, nó thấm vô sâu hơn, và cuối cùng thì hiệu quả nó cao hơn, nó trộn được thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ và kể cả phân bón lá. Thì cái đó bà con mình có thể tìm thấy được, cái tên nó là lực sĩ kiến càng cho mình dễ nhớ. Dạ. Đó là một vài cái ý trao đổi cho chị vào. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Xin mời Tiến sĩ Vũ Anh Pháp giải đáp thắc mắc cho anh Nguyễn Xuân Quang, một khán giả ở Tháp 10, Đồng Tháp. Số điện thoại là 0912724010. Thưa Tiến sĩ, anh Quang có hỏi là hiện đất làm ba vụ ở đồng bằng sông Cửu Long không còn màu mỡ như trước nữa. Cụ thể là đất có màu đen và cái tầng đế cày nó rất cạn, do đó lúa kém phát triển, dễ đổ ngã. Nhờ hướng dẫn cái cách làm đất như thế nào? Một ý khác anh hỏi là trong quá trình phát triển của lúa, cái giai đoạn mạ quan trọng đảm bảo số chồi hữu hiệu trên 1 m², đảm bảo năng suất cao. Đề nghị hướng dẫn cho tôi cái kỹ thuật bón phân và chăm sóc như thế nào cho tốt ạ. Dạ, xin mời. Anh Quang thân mến, thì đối với câu hỏi thứ nhất, anh hỏi là đất hiện nay ba vụ ở đồng bằng sông Cửu Long thì màu mỡ nó kém và cái tầng đế cày nó cạn, làm cho một cái bộ rễ phát triển không tốt. Thì cái câu này hồi nãy có trả lời với chỗ anh Chiều. Mình phải tăng cường là cày sới ít nhất 2 năm một vụ, và cày phải cày sâu, tức là để nó tăng cái tầng đất mặt, tầng canh tác để cho cây lúa phát triển. Đất nếu mà tầng đất mặt nó tầng để cày hay còn cạn đó thì cây lúa dễ đổ ngã, tại do bộ rễ nó phát triển không sâu, do đó là dẫn tới là dễ đổ ngã. Vì vậy thì các giải pháp mà giúp cho cái cây lúa trong giai đoạn đầu, như câu thứ ba, câu thứ hai nói đó là cái đảm bảo được cái số chồi hữu hiệu, thì đầu tiên là mình phải ít nhất là 2 năm phải cày đất một lần, rồi sau đó thì chúng ta phải làm đất như đầu chương trình thì mình nói làm đất trước khi xạ và trang bằng, cũng như là làm rãnh để thoát phèn, xả độc. Và cái giai đoạn đầu tiên bón phân, bón thúc đầu tiên từ 7 đến 10 ngày đó, thì chúng ta nên hạn chế đổ ngã, thì chúng ta phải bón thêm cái phân kali ngay đầu vụ. Nếu mà chúng ta bón trễ thì kali nó không có tác dụng cao, không hiệu quả bằng chúng ta bón đầu. Tại vì chúng tôi làm nhiều thí nghiệm thì chúng ta thấy là cái lóng đầu tiên của cây lúa là cái lóng dễ bị đổ ngã nhất. Nếu chúng ta tăng cường bón đợt đầu thì cái lóng này nó sẽ dày, nó chắc và nó ngắn, thì nó sẽ hạn chế đổ ngã. Cho đó là chúng ta nên bón phân kali ngay lần đầu tiên để hạn chế đổ ngã. Và kết hợp với phân bón thì chúng ta cần phải tưới nước, áp dụng biện pháp tưới nước trong 20 ngày đầu, 3 tuần đầu thì chúng ta giữ nước để mà 3 đến 5 phân để mà lúa đừng cỏ, đừng bị cỏ cạnh tranh. Nhưng mà sau đó thì chúng ta tưới ướt khô sang kẽ. Nếu không được thì chúng ta ít nhất trong một vụ chúng ta phải rút nước giữa vụ, tức là khi là lúa chuẩn bị làm đồng chúng ta rút nước thì để cho bộ rễ ăn sâu, thì sẽ bảo đảm được cái hạn chế chồi vô hiệu. Thì đó một vài ý để trao đổi với anh, tức là có 2 giải pháp bón phân và tưới nước, tưới ướt khô sạch kẽ. Hiện nay là cái giải pháp này được nhiều nông gia áp dụng và rất thành công. Dạ, cảm ơn tiến sĩ. Thưa bà con, thời gian của chúng ta sắp hết. Những câu hỏi chưa được giao lưu trực tiếp trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến công ty Tân Thành để giải đáp cho bà con sau 48 giờ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng dành thời gian cho đơn vị tài trợ chương trình.
chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn môi trường. Chubeca, Chubeca chúng ngừa bệnh hại, đem nếp hạt, đào bông cổ bông, khô vàng, trái bìa lá lúa. Chubeca chúng ngừa bệnh hại. Tân Thành cùng nhà nông giúp giảm năng suất. Thưa bà con, trong chương trình hôm nay thì ban thư ký đã bầu chọn những bà con sau đây có câu hỏi giao lưu hay sẽ nhận được quà của công ty Tân Thành sau chương trình này. Đầu tiên xin chúc mừng anh Nguyễn Xuân Quang ở Tháp 10, Đồng Tháp, có số điện thoại là 0912724010. Anh Trần Minh Hùng ở Cái Bè, Tiền Giang, số điện thoại 0912723731. Anh Nguyễn Văn Quý ở huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, số điện thoại 0125682648. Ngoài ra, trong chương trình hôm nay thì những khán giả có câu hỏi hay kèm theo hình ảnh cũng sẽ được nhận quà, đó là anh Lê Văn Bun ở Dị Thủy, Hậu Giang, anh Lê Công Ngô ở Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, anh Lâm Quốc Tạo ở Dòng Riền, Kiên Giang. Công ty Tân Thành sẽ liên lạc qua số điện thoại của bà con để trao quà trong vòng 7 ngày. Chúng tôi xin được nhắc lại là nếu như trong quá trình canh tác mà bà con có những vấn đề cần trao đổi ngay với các nhà chuyên môn thì cũng có thể liên hệ với Tổ Tư vấn Kỹ thuật Sức mạnh Sinh học công ty Tân Thành để được các kỹ sư hướng dẫn với số điện thoại miễn phí là 1800 1083. Rất cảm ơn bà con và các bạn đã dành thời gian theo dõi và giao lưu với chương trình. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn lại và cùng cảm ơn các vị diễn giả đã giúp chúng ta giải quyết những khó khăn trong chương trình hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Giang Hai đến từ Trường Đại học Cần Thơ, tiến sĩ Vũ Anh Pháp đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long và kỹ sư Nguyễn Quỳnh An Tịnh đến từ công ty Tân Thành. Trân trọng cảm ơn công ty Tân Thành đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa bà con và các bạn, chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 15 giờ chiều mai. Mong bà con và các bạn đón theo dõi và giới thiệu cho nhiều bà con khác cùng xem lại. Bây giờ thì những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt bà con.